Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắt đứt chuỗi Intop nhân ái, mắt trắng cơ hội vào thẳng top 30 Miss World 2021. Theo đó, 10 người đẹp lọt top 10 phần thi người đẹp nhân ái bao gồm Kenya, Anh, Cộng hòa Séc, Sri Lanka, Ấn Độ, Philippines, Mỹ, Madagascar, Nam Phi và Nepal. Mặc dù có dự án nhân ái đầy ý nghĩa, nhưng Đỗ Thị Hà vẫn không may mắn lọt top 10 của phần thi quan trọng này. Trong vòng 2 thử thách đối đầu, Đỗ Thị Hà đã có phần thuyết trình khá trôi chảy về dự án nhân ái Những ngôi nhà bình yên. Hoa hậu nhân ái là một trong những phần thi quan trọng nhất tại Miss World. Các cô gái lọt top 5 phần thi này sẽ nắm chắc tấm vé lọt vào top 30 chung kết Miss World 2021. Trước đó, các đại diện Việt Nam những năm gần đây đều lọt top người đẹp nhân ái như Đỗ Mỹ Linh trên giải người đẹp nhân ái cùng 4 người đẹp Miss World khác, Hoa hậu Tiểu Vy lọt top 5 và Hoa hậu Lương Thùy Linh lọt top 10. Mặc dù không giành được giải phụ nào tại Miss World 2021, nhưng Đỗ Thị Hà cũng đã có những thành tích nhất định như top 13 phần thi top model, top 27 phần thi tài năng và top 16 thử thách đối đầu. Những thành tích này cũng sẽ tích lũy được số điểm nhất định cho người đẹp Việt Nam tại đêm chung kết. Chia sẻ với khán giả trong livestream trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà từng thừa nhận rất khó để đạt được vương miện Miss World. Vương miện Miss World rất khó, Hà chỉ biết tự nhủ cố gắng hết mình và vẫn sẽ đặt mục tiêu cao nhất và nỗ lực hết sức, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói. Đại diện Việt Nam cũng đánh giá cao Hoa hậu Bờ Biển Nga và cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng lọt top 5 chung cuộc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.